thì nguyên nhân do đâu mà người bệnh mắc phải căn bệnh này thưa bác sĩ? Để gây được ra viêm đường tiết niệu thì vi khuẩn phải xâm nhập được vào trong đường tiết niệu và phát triển ở trong nước tiểu. Vi khuẩn để vi khuẩn xâm nhập trong đường tiết niệu thì thông thường hay gặp nhất đấy là cái vệ sinh kém, vì cái niệu đạo nó nằm ngay sát với cơ quan sinh dục và đường tiêu hóa, cho nên nó rất dễ nhiễm khuẩn từ đường tiêu hóa hoặc từ cơ quan sinh dục lây vào. Thứ hai nữa là những cái người mà tuổi cao thường là có u tiền liệt tuyến, hoặc là phụ nữ thì do mãn kinh cho nên là các cái dịch tiết nó khô, cho nên là dễ cho vi khuẩn xâm nhập vào đường tiết niệu. Thứ ba là những người mà thường có các cái dị tật của đường tiết niệu, ví dụ như là có cái bất thường của van niệu quản, bàng quang, hoặc là có cái bất thường của cái đường niệu quản thì thường là gây ứ động nước tiểu, hoặc là trào ngược bàng quang niệu quản cũng dễ gây ra cái viêm đường tiết niệu do tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Và những cái người mà sống mà có một cái thói quen như là uống ít nước thì làm cho cái lượng nước tiểu nó ít và cái lưu thông nó chậm ấy, thì cũng dễ làm cho vi khuẩn phát triển và xâm nhập. Bởi vì bản thân bình thường ấy, thì cái người bình thường cái hệ tiết niệu nó có một cái sức kháng với vi khuẩn rất là tốt, ngăn cản cái vi khuẩn xâm nhập vào, hoặc là khi vi khuẩn xâm nhập vào thì cũng rất khó có thể gây tổn thương đường tiết niệu, bởi vì cái đường niệu đạo nó có một cái lớp dịch nhầy bảo lót trên bề mặt để ngăn cản cái vi khuẩn xâm nhập vào các tế bào của niêm mạc niệu đạo. Ở cổ bàng quang, chỗ niệu bàng quang thông ra niệu đạo ấy, nó có một cái cơ thắt nó luôn luôn đóng, nó chỉ mở ra khi bàng quang đầy để nước tiểu tràn từ bên chảy từ trong bàng quang ra, chứ không có chảy chiều ngược lại. Và giữa niệu quản và bàng quang nó cũng có một cái van đóng kín, và khi mà cái bàng quang căng nước tiểu thì nước tiểu cũng không trào ngược được lên niệu quản, chỉ trừ những trường hợp nó có cái bất thường viêm nhiễm hoặc là có cái bất thường của cái van này thì mới gây ra cái trào ngược bàng quang niệu quản thì vi khuẩn mới cái xâm nhập ngược được. Cho nên là với những cái người mà có sẵn cái tổn thương hoặc là có những cái điều kiện thuận lợi thì dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và phát triển ở trong nước tiểu. Đồng thời muốn vi khuẩn khi đã xâm nhập được và muốn phát triển và gây bệnh được thì nó phải đạt được một số lượng nhất định. Chính vì vậy cho nên là cái dòng nước tiểu chậm cũng như là cái ứ động nước tiểu là cái điều kiện rất thuận lợi để cho vi khuẩn phát triển và xâm nhập vào các cái niêm mạc của đường niệu để mà gây viêm. Để quý vị hiểu rõ vấn đề này thì xin mời các quý vị theo dõi hình ảnh sau. Ở người bình thường thì cái hệ tiết niệu nó được bảo vệ và nó được cấu tạo để mà kháng lại mọi sự xâm nhập của vi khuẩn. Chẳng hạn như ở niệu đạo, niêm mạc niệu đạo nó được phủ một cái lớp dịch nhầy để ngăn cản sự bám dính của vi khuẩn nếu như có vi khuẩn xâm nhập vào. Thứ hai là ở cái từ bàng quang ra niệu đạo nó có một cái cơ thắt bình thường nó luôn đóng kín để ngăn cản các cái lưu thông giữa bàng quang và niệu đạo, và khi mà bàng quang đầy nước tiểu thì nó kích thích mót tiểu và lúc này cái cơ của cổ bàng quang mới mở ra và nước tiểu chảy từ bên trong ra bên ngoài chứ không có chảy theo chiều ngược lại. Giữa niệu quản đổ vào bàng quang nó cũng có một cái van để ngăn cản, để khi nước tiểu đầy trong bàng quang thì nó không trào ngược được lên niệu quản. Đường dẫn niệu từ đài bể thận xuống tới niệu quản thì luôn luôn có nước tiểu tiết ra từ thận chảy xuống và nó co bóp để tống nước tiểu xuống, không có hiện tượng nước tiểu chảy ngược. Đồng thời cái niêm mạc của bể thận và các ống thận nó được phủ một cái lớp protam hoc phan, nó giống như một cái lớp bảo vệ để chống bám dính của vi khuẩn nếu như vi khuẩn có xâm nhập vào đây. Vậy thì nó phải có những yếu tố thuận lợi thì mới tạo điều kiện được cho vi khuẩn phát triển và xâm nhập. Thông thường thì có 3 con đường mà vi khuẩn có thể xâm nhập vào đường tiết niệu. Và cái con đường hay gặp nhất đấy là vi khuẩn xâm nhập ngược dòng, nó đi từ niệu đạo vào bàng quang, gây viêm niệu đạo rồi viêm bàng quang. Và nó có thể đi theo đường ngược dòng
lên gây viêm thận bể thận. Cái con đường thứ hai có thể gặp đấy là đường máu. Cái nguyên nhân thứ ba là từ cái đường lân cận, tức là từ những cái viêm nhiễm của các tổ chức lân cận đường tiết niệu và nó xâm nhập, các vi khuẩn sẽ xâm nhập vào đường tiết niệu. Khắc phục được các nguyên nhân và các cái yếu tố nguy cơ như trên thì mới có thể hạn chế được cái viêm đường tiết niệu.